Xin thì các bạn trận đấu sắp diễn ra kèo 3.4. Ba bên đây gồm có Tấn Mãi, Trường Trà Vinh, kết hợp Bắc Sĩ Thạnh. Bốn bên kia gồm có Nhàn, Ý Vị Thủy, Hensi và Tuân cũng ở Vị Thanh, Hậu Giang. Tem bên kia là tem Hậu Giang. Tem bên đây là tem Trà Vinh các bạn. Tem Trà Vinh 3.4, tem Hậu Giang. Hả? Anh Si hả? Lộn. Nhắc lại kèo 3.4, Tấn Mãi, Trường Trà Vinh, kết hợp Bắc Sĩ Thạnh, 3.4 tem của Hậu Giang. Gồm có Nhàn, Ý Vị Thủy, Tuân và Hensi Vị Thanh. Tem kia tem của Hậu Giang các bạn. Tem đây là tem Trà Vinh. Bốn chuyện kỷ niệm. À, ở cầu Dầm Cống, bờ Đồng Tháp. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Hòa chấm bóng tốt của Mãi. Với Trà Vinh 1-0. Hôm chắc 9-10 giờ đó, anh Sĩ nhắn tin, nó nói mình đang có kèo, chạy xuống đây chơi. Từ nhà qua đây khoảng 6 mấy cây số cũng hơi xa, nhưng thấy nói mà nhiệt tình thôi, đi cho vui. Điểm cho Hậu Giang 1-1. Sa kết hợp chắn bóng giữa Tuân và Ý rất tốt. Điểm cho Hậu Giang 2-1. Bóng ngoài. Điểm cho Trà Vinh 2-2. Lý quá tốt của Nhàn. 3-2 cho Hậu Giang. Này đi chung với phe của bên Bạc Liêu Mai Châu hay là với Bạc Liêu lên đây nữa ha. Bên đây Hồng Dân mà. Nó cũng Bạc Liêu nhưng mà nó giáp ranh cho nên mình đi cũng gần ha. Mãi đập bóng tốt, điểm cho Trà Vinh 3-3. Mãi này nó Bạc Liêu hay ở Trà Vinh thôi.
Mãi. Trường có rồi, trường có sao rồi. Quá đẹp. Quả là bóng uy lực của Ý Việt. 4-3. Bóng ngoài. Điểm cho Trà Vinh 4-4. Đập bóng ngoài. Điểm Trà Vinh 5-4. Và trận bóng quá tốt của Tấn Mãi. 6-4 Trà Vinh. Tốt. 5-6 cho Hậu Giang. Điểm này là điểm 5-6 các bạn. Bóng ngoài. Điểm 7-5 Trà Vinh. Và chỉ điểm tốt của Ý. 6-7 cho Hậu Giang. Quá đẹp. Quá đá bóng cắm sân của Tấn Mãi. 8-6 cho Trà Vinh, hai bên đổi sân. Nâng điểm số cho Trà Vinh 9-6. Gặp bóng ngoài. Điểm Trà Vinh 16. Tấn Mãi chấm bóng tốt. 11-6 cho Trà Vinh. Điểm cho Hậu Giang 7-11. Điểm cho Hậu Giang 8-11. Tấn Mãi xin lỗi bóng tốt. 12-8 cho Trà Vinh. Quá đẹp. Thôi gà tài quá lẹ, quá quyền lực của Tấn Mãi. 13-8. Trên cơ quá xà, nó đúng quá tự tin. Cặp bóng tốt. 9-13 cho Hậu Giang.
10-13 chợ Hậu Giang. Mười một mười ba cho Hậu Giang. Hả? Thuốc hả? Em có giữ đâu? Mười một mười ba. Trường đã bốc tốt. 12-4 cho Hậu Giang. Pha giải tốt của trường. 15-12 cho Trà Vinh. Pha đá bóng vừa rồi của trường đã kết thúc trận đấu kèo 3.4 tem Trà Vinh sắp tem Hậu Giang đã giành bàn thắng về cho Trà Vinh.